Hiệp 1 của trận đấu giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đã được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 này thì đội bóng của chúng ta bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị. Do trùng màu trang phục truyền thống nên ở trận đấu ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam lựa chọn trang phục thi đấu sân khách màu trắng. Cho tới lúc này đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang có thành tích bất bại sau hai lượt trận đầu tiên. Chúng ta hòa không đều trước Thái Lan ở trận ra quân và thắng Malaysia 1-0 cách đây ít ngày. Chưa bàn phải nhận bàn thua nào và đã ghi được một bàn thắng, đó là pha lập công duy nhất của Quang Hải. Indonesia có thể đã thua trong 3 trận đấu vừa rồi tại vòng loại World Cup, nhưng họ luôn là một đội bóng có những sự khởi đầu rất tốt. Trong những trận đấu gặp các đội tuyển Malaysia, Thái Lan hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trước khi để cho đối thủ ghi bàn, các cầu thủ Indonesia cũng đã trình diễn phong độ thuyết phục, đặc biệt là trên hàng tấn công với những cầu thủ có khả năng cản lướt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chú ý đến cái tên Beto Goncalves, số 9 của đội tuyển Indonesia, người đã từng ghi 2 bàn vào lưới của Malaysia. Đây có thể coi là trận đấu sống còn với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của ông Mark Menemi. Một pha phạm lỗi của cầu thủ số 8 bên phía đội tuyển Indonesia, đó là Rico. Thêm một trận đấu nữa, huấn luyện viên Mark Menemi thực hiện rất nhiều sự thay đổi trong đội xuất phát của đội tuyển Indonesia. Ở trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Thái Lan, ông đã thay 4 vị trí. Còn trong trận đấu gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt đấu trước, thậm chí ông đã thay 5 vị trí trong đội xuất phát. Còn ở trận đấu ngày hôm nay cũng đã có rất nhiều sự thay đổi trong đội hình ra sân của đội tuyển Indonesia trong trận tiếp đội tuyển Việt Nam. Vẫn là pha phạm lỗi của số 8 Rico. Đó lại là một tình huống mà Quang Hải xử lý nhanh và khiến đối thủ phải phạm lỗi. Hùng Dũng là cầu thủ đứng trước bóng trong quả đá phạt này của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải. Những pha tấn công của Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào những cầu thủ tốc độ ở hai biên. Duy Mạnh, Hùng Dũng, rất chính xác Văn Toàn. Ở hai biên Indonesia tấn công hay, nhưng ở tuyến phòng ngự thì hai biên của Indonesia lại là nơi mà các đối thủ như là Malaysia, Thái Lan hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã khai thác triệt để. Đây là Beto Goncalves, cầu thủ chỉ kém ông Mark Menemi có 4 tuổi mà thôi và đang là trụ cột trong đội hình của đội tuyển Indonesia. Indonesia áp sát liên tục. Đặng Văn Lâm. Vừa rồi là tình huống áp sát của Rico. Đức Huy, người đang trở thành vị trí của Tuấn Anh ở trận đấu ngày hôm nay. Rất may là Đức Huy vẫn có thể kiểm soát được tình hình dù đã bị ngã xuống sân ở tình huống này. Quang Hải. Quang Hải đã có một bàn thắng cực đẹp trong chiến thắng của chúng ta trước đội tuyển Malaysia. Tốc độ của Văn Toàn chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia trận đấu ngày hôm nay. Và trên màn hình vừa rồi chính là cầu thủ trung vệ nhập tịch Otavio Dutra, người gốc Brazil, mà chúng ta đã được nghe nói đến rất nhiều những ngày gần đây. Quang Hải. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang nhập cuộc đầy tự tin. Văn Hậu.
trung vệ của đội tuyển Việt Nam đã dâng lên đến vạch vôi giữa sân khi mà chúng ta đang gây sức ép. Quế Ngọc Hải chính là người đã thực hiện đường kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất, mang về chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 cho đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình cách đây 5 ngày. Sân Captain Lipta của câu lạc bộ Bali United là không thực sự lý tưởng. Điều đó đã được phản ánh trong những ngày gần đây. Đó là pha làm tường của Beto Goncalves. Pha lên bóng bên cánh trái của các cầu thủ Indonesia vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các hậu vệ đội tuyển Việt Nam. Người phá bóng là trung vệ Quế Ngọc Hải. Đó vẫn là những tình huống lên biên khá tốt của đội tuyển Indonesia. Trung tâm là Beto Goncalves. Indonesia luôn là một đối thủ chơi khó chịu khi chưa để cho đối thủ của mình ghi bàn. Và ở trận đấu ngày hôm nay thì rõ ràng là chúng ta phải hết sức bình tĩnh để triển khai lối chơi. Việc có được bàn thắng trước chắc chắn là sẽ mang đến một lợi thế lớn và một thế trận hoàn toàn khác cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng nhìn lối chơi của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo từ đầu trận đến giờ thì rõ ràng là các cầu thủ chúng ta không hề nôn nóng để đi tìm điều đó. Trọng Hoàng, Quang Hải đang chơi khá rộng và thực tế là anh đang là người làm nhiệm vụ đạo diễn lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận này không có mặt Tuấn Anh thì những đường kiến tạo từ phía Quang Hải sẽ là rất quan trọng. Tiến Linh. Ở trận đấu ra quân làm khách của đội tuyển Thái Lan thì chính Tiến Linh cũng đã được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân trong đội hình xuất phát, nhưng anh chỉ thi đấu hết hiệp 1 rồi được thay bằng Công Phượng. Đó là một đường chuyền rất nhanh và chính xác mà Quang Hải dành cho Văn Toàn. Tiến Linh chưa thể dứt điểm khi mà hậu vệ của đối phương đã kịp thời áp sát. Đó là một bài tấn công mà chắc chắn đội tuyển Việt Nam hôm nay sẽ sử dụng nhiều khi có mặt Tiến Linh ở trên sân. Cầu thủ này ngoài việc đóng vai trò là trung phong cắm sẽ thường xuyên có những tình huống làm tường để nhà lại cho Tiến Hải bằng lên dứt điểm. Quang Hải. Rất bình tĩnh để triển khai các pha phối hợp. Cú phát bóng sang bên phía cánh phải của Đức Huy dành cho Trọng Hoàng. Tiến Linh. Văn Toàn. Dứt điểm. Thật bất ngờ khi đó là một cú sút bằng chân phải của Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu chỉ về tập trung cùng với đội tuyển Việt Nam 2 ngày trước trận gặp đội tuyển Malaysia, nhưng anh vẫn đủ sức thi đấu hết cả trận đấu trên sân Mỹ Đình cách đây 5 ngày. Đó là một điều phải nói là khá ngạc nhiên và cũng cho thấy những nỗ lực hết sức đáng khen ngợi của Đoàn Văn Hậu, một trong hai cầu thủ chúng ta đang thi đấu ở châu Âu. Một pha dứt điểm mang đến nhiều sự gợi mở về lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay. Các thủ đã thực hiện rất nhiều những đường chuyền và khi có khoảng trống thì sẽ cố gắng để tận dụng và thực hiện những cú dứt điểm. Rico là một trong số ít những cầu thủ được huấn luyện viên Mark Medemi sử dụng thường xuyên ở đội hình xuất phát trong những trận đấu vừa qua của Indonesia. Ngày nay thì cầu thủ số 8 sẽ thường xuyên có những pha đối mặt với Đoàn Văn Hậu của chúng ta. Trọng Hoàng. Bùi Tiến Dũng. Kể từ năm 2014 cho tới nay,
Đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã giáp mặt nhau tổng cộng 5 trận đấu và đó đều là những trận đấu hết sức sôi động và có nhiều bàn thắng được ghi. Thường là có từ 3 bàn thắng được ghi trở lên. Vẫn là cao thủ Việt Nam, Quang Hải. Quang Hải đang di chuyển rất rộng. Trọng Hoàng, Quang Hải, không có ai. Và phản công cho đội chủ nhà. Tình huống xử lý vừa rồi là của Eva Dimas, còn đây là Stefano Lillipalli. Rico. Các cầu thủ của chúng ta vẫn đang bọc lót cho nhau tốt. Trên màn hình của quý vị là trung vệ Otavio Dutra, một cầu thủ mới nhập tịch và ngay lập tức đã có tên trong đội hình xuất phát của đội chủ nhà trận đấu ngày hôm nay. Và rõ ràng đây là một sự bổ sung rất có ý nghĩa của Indonesia trong bối cảnh mà hàng thủ của họ đang gặp phải vấn đề cả về tâm lý lẫn phong độ. Otavio cũng đã 34 tuổi. Và ngày hôm nay thì Indonesia đang trông chờ rất nhiều ở những cầu thủ nhập tịch và đã nhiều tuổi, đó là Otavio Dutra và Beto Goncalves. Tôi nghĩ rằng với việc Indonesia sở hữu một cầu thủ có chiều cao tốt như Otavio Dutra, chúng ta cần phải hạn chế những tình huống cố định dành cho đội bạn và những quả phạt góc. Còn về khả năng chống bóng bổng của đối phương, tôi nghĩ cũng không hiệu quả nhiều và lợi thế nhiều với các cầu thủ Indonesia, bởi chúng ta đội tuyển Việt Nam cũng không phải là một bóng thường xuyên chơi bóng bổng. Quý Ngọc Hải, đây vẫn đang là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam tổ chức một lối chơi rất khoan thai. Trận đấu này sức ép dành cho đội tuyển Indonesia rõ ràng nhiều hơn so với chúng ta. Và thầy trò huấn luyện viên Park cần phải biết cách tận dụng điều đó. Việc chuyển từ sân Bung Karno về đảo Bali sẽ giúp đội tuyển Việt Nam không phải chịu sức ép cực lớn từ sân Bung Karno, sức chứa trên dưới 10 vạn người. Nhưng cũng là một cách mà đội tuyển Indonesia có thể giảm tải được áp lực trong bối cảnh mà họ vừa phải nhận 3 thất bại liên tiếp ở vòng loại. Và sức ép dành cho họ đang là rất lớn. Quang Hải thực hiện quả đá phạt. Không có quá nhiều khó khăn đối với thủ thành Ritho. Otavio. Khá nguy hiểm. Đặt vào lăng, chính xác. Một đường bóng bổng và thủ thành của đội tuyển Việt Nam đã xử lý rất chắc chắn ở trong pha bóng vừa rồi. Lillipalli. Sân Captain Dita chẳng lạ gì với Lillipalli, thì đây là sân nhà của câu lạc bộ Anh đang thi đấu, Bali United. Chơi cặp trung vệ cùng với Otavio Dutra đang là cầu thủ đội trưởng mang áo số 16 Yanto Basna. Hai đều là những cầu thủ lực lượng. Lillipalli.
Dutra, Evan Dimas. Vẫn là mọi đường truyền đều hướng đến Beto. Beto rất mạnh khi có được những quả bóng bổng truyền cho anh, nhưng lại không phải là một cầu thủ tốc độ và có thể xoay sở nhanh. Đức Huy, Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng. Một đường truyền của Quế Ngọc Hải. Và các vị trí nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam có thể sẵn sàng thực hiện những đường bóng như vậy. Những đường bóng cầu vòng ra sau lưng hàng phòng ngự đối phương để cho các cầu thủ chạy chỗ và dứt điểm. Cả ba trung vệ của chúng ta đều là những cầu thủ rất giỏi trong những đường phát động tấn công từ sân nhà. Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh hay Bùi Tiến Dũng đều đã từng thực hiện những pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu. Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Toàn rất nhanh. Chắc chắn sẽ là một trận đấu cực kỳ vất vả với hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia trong tình huống rất tốc độ của Văn Toàn. Duy Mạnh, Trọng Hoàng. Đó là pha phối hợp giữa Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng. Ở trong trận gặp Malaysia, Đỗ Hùng Dũng đã có một pha băng lên rất bất ngờ ở bên phía cánh trái trước khi thực hiện cú dứt điểm để Quang Hải đá nối. Nhưng đáng tiếc là số 19 của chúng ta đã việt vị trong tích tắc, trong gang tấc và bàn thắng không được công nhận. Nhưng sau đó chỉ hơn 10 phút thôi thì Quang Hải tiếp tục chói sáng để mang về bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam. Đó là một bàn thắng được thực hiện ở tư thế cực kỳ khó của Quang Hải. Indonesia đã liên tục phạm lỗi trong khoảng thời gian đã qua của trận đấu và điểm phạm lỗi càng lúc càng ở gần hơn với khung thành của thủ môn Ritho. Quang Hải đã phạt. Và ở phía bên trong chúng ta có những cầu thủ có khả năng chơi đầu rất tốt, đặc biệt là các vị trí ở hàng phòng ngự. Trọng Hoàng rất tốt, Trọng Hoàng không vào. Thêm lần nữa thì Trọng Hoàng là cầu thủ thứ hai sau Đoàn Văn Hậu thực hiện một cú sút từ xa khi anh phát hiện thấy có khoảng trống ở phía trước mặt mình. Đội tuyển Việt Nam đang chơi hoàn toàn trên chân so với đội chủ nhà Indonesia. Lại là Trọng Hoàng. Khi mất bóng thì cao thủ áo trắng áp sát ngay, khiến cho Indonesia không thể thực hiện phản công nhanh. Bóng vẫn đang luẩn quẩn trong khu vực cấm địa của đội tuyển Indonesia. Không được. Bây giờ sẽ là tình huống phản công cho đội chủ nhà. Các cầu thủ chúng ta đang bỏ lót cho nhau rất chặt chẽ. Và khả năng vây hãm tốt đã khiến cho đối phương gặp lúng túng trong những tình huống triển khai tấn công. Khi những cầu thủ ở tuyến dưới có bóng thì cao thủ ở hàng trên như là Văn Toàn hay Tiến Linh đều đã chủ trương di chuyển sâu về phía khung thành của Indonesia để kéo người và tạo ra những khoảng trống. Và đó cũng là thời cơ để cho Văn Hậu hay là Trọng Hoàng thực hiện những cú dứt điểm từ xa. Rico, lại một pha đối mặt với Đoàn Văn Hậu của chúng ta.
tình huống chen chiếc bóng giữa hai cầu thủ thuận chân trái. Có vẻ như Sơn Vài đã thổi phạt số 8 của Indonesia. Điều khiển trận đấu này là trọng tài Turkey, người Ả Rập Xê Út. Một pha bóng mà Văn Hậu đã chơi rất đẳng cấp, chen chấp vừa phải và khiến chính đối thủ là người phạm lỗi. Evan Dimas, Basna, trong 11 bàn thua mà các cầu thủ Indonesia phải nhận cho tới lúc này, hàng phòng ngự của họ đóng góp rất nhiều những sai lầm mắc phải và cả vị trí thủ môn nữa. Và đây là trận đấu thứ tư của đội tuyển Indonesia vòng loại. Huấn luyện viên Mark Meremi đã sử dụng cả 3 thủ môn mà ông có trong tay cho tới lúc này. Đó cho thấy một sự bất ổn ở nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia, mà huấn luyện viên Mark Meremi vẫn đang đi tìm lời giải nhưng chưa có câu trả lời. Bùi Tiến Dũng, rõ ràng là về mặt lối chơi thì cao thủ Việt Nam đang thể hiện tốt hơn ở trên sân với những mảng miếng rõ ràng. Thêm một tình huống phát động tấn công từ bên phần sân nhà. Đoàn Văn Hậu, Văn Toàn, cầu thủ thấp bé nhất trên sân là Rico bên phía Indonesia, thường xuyên có những pha đối mặt với Đoàn Văn Hậu, thủ cao tới 1m85 của chúng ta. Lili Pali đã hiệp vị. Lili Pali có thể coi là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Indonesia. Tình huống mà các trung vệ của đội tuyển Việt Nam đã rất hiểu ý nhau dâng lên để bẫy việt vị Lili Pali. Quang Hải phát trong khe, không có đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Đó là pha ngã của Nguyễn Văn Toàn. Evan Dimas, Rico, Dimas. Hoài rất tỉnh táo, cắt bóng ngay trước mặt Beto. Indonesia có một số cá nhân có trình độ kỹ thuật và tốc độ tốt, và thi thoảng thì những pha phản công của họ cũng mang đến những cơ hội dành cho đội bóng này. Rất nhiều đường truyền, Indonesia đang phải theo bóng. Hùng Dũng, vẫn là Hùng Dũng. Hùng Dũng qua được 3 cầu thủ của đội tuyển Indonesia. Một pha bóng mà tiền vệ của chúng ta đã khiến cho toàn bộ hệ thống phòng ngự của Indonesia bị bất ngờ. Hùng Dũng đã rất tự tin với kỹ thuật cá nhân của mình trong pha bóng vừa rồi, vượt qua sự đeo bám của hai cầu thủ áo đỏ. Trong đường chuyền vào của Hùng Dũng thì Tiến Linh đã không chủ động di chuyển để dứt điểm cắt mặt. Quang Hải dứt điểm. Đánh đầu! 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam! Tỷ số được mở và đó là Đỗ Duy Mạnh.
thêm một lần nữa thì một cầu thủ nơi hàng phòng ngự của chúng ta đã lên tiếng. Trận trước là đường truyền của Quế Ngọc Hải để cho Quang Hải ghi bàn. Còn trận này Quang Hải là người chuyền bóng, Đoàn Văn Hậu đánh đầu, rồi sau đó người chơi điểm cuối cùng là Duy Mạnh. Một pha bóng cho thấy sự lúng túng trong khâu phòng ngự của đội tuyển Indonesia. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số của Đỗ Duy Mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Pha dàn xếp đá phạt góc rất tốt của cầu thủ Việt Nam. Sai lầm đầu tiên thuộc về Otavio Dutra và cả một pha băng ra lỡ trớn của thủ thành Mohamed Ridho. Và người mắc sai lầm cuối cùng đó là trung vệ đội trưởng Masna với một cú phá bóng hụt tạo cơ hội cho Đỗ Duy Mạnh dứt điểm cận thành. Và sau đó là một nụ cười tỏa sáng Captain Dita. Thêm lần nữa thì các hậu vệ của chúng ta lại đóng vai trò rất quan trọng trong những bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam có được. Malaysia mất 36 phút có được bàn thắng đầu tiên vào lưới Indonesia. Thái Lan mất 55 phút của đội thống nhất đến phút thứ 40 mới có bàn thắng đầu tiên. Còn đội tuyển Việt Nam sau 26 phút đã lập công. Một sai lầm nơi hàng phòng ngự của Indonesia. Văn Tuấn có thể dứt điểm. Phải. Tôi cho rằng một phần nguyên nhân dẫn tới pha đặt lòng của Quang Hải không được như ý vừa rồi là do mặt sân thực sự là không tốt, bóng đi rất là lập bập. Một pha phối hợp hay xuất phát từ sai lầm của Basna. Rõ ràng Indonesia là một đội bóng rất lung túng và dễ bị suy sụp sau khi để đối thủ ghi bàn. Bóng đi rất lập bập. Nếu là một đường bóng trên sân Mỹ Đình thì đã có bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn an toàn dù Đặng Văn Lâm đã băng ra và phá bóng lên của Đỗ Duy Mạnh. Chúng ta cần phải biết cách tận dụng khoảng thời gian này khi mà đối thủ đang xuống tinh thần rất thấp. Văn Toàn đã lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Dutra. Beto. Lối chơi của Indonesia dựa rất nhiều vào tiền đạo mang áo số 9. Các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bàn thắng hôm nay của đội tuyển Việt Nam đến sớm hơn bàn thắng mà chúng ta có được vào lưới Malaysia cách đây 5 ngày. Không có gì nguy hiểm. Cách chơi phòng ngự của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thực sự đã trở thành nghệ thuật. Khó để cho các đối thủ có thể quan thủ được phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng như là các đội tuyển mà huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. Ngay cả những đối thủ lớn ở châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản thì đối mặt với đội tuyển Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nếu có sự lo lắng nào đó sẽ chỉ là những tình huống như thế này anh Tiến Dũng, những tình huống cố định của đội tuyển Indonesia. Lúc này thì số 5 của đội bạn có lẽ là đã có mặt trong vòng cấm của đội tuyển Việt Nam. Nhưng không có gì nguy hiểm. Dutra. Chúng ta áp sát và phá bóng rất nhanh. Cơ hội phản công cho đội tuyển Việt Nam với Đức Huy. Đường bóng dành cho Văn Toàn. Phút thứ 30 và tỷ số là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam với pha lập công của trung vệ Duy Mạnh.
Đoàn Văn Hậu, Văn Toàn. Quang Hải lùi sâu và làm nhiệm vụ thực hiện những tình huống phân phối bóng cho đội tuyển Việt Nam. Ở phía trên thì Beto số 9 của Indonesia là một mũi nhọn nguy hiểm, nhưng rõ ràng là anh đang bị đói bóng. Cao thủ ở hàng tiền vệ và phòng ngự của chúng ta đã phong tỏa rất tốt cầu thủ này, và cũng khiến cho hàng tiền vệ của Indonesia không thể có đủ thời gian và khoảng trống để có thể triển khai những pha phối hợp ăn ý. Indonesia luôn là một đội bóng có những trung phong xuất sắc. Họ đã từng có Kurniawan, có Bambang, có những cầu thủ nhập tịch như là Christian Gonzalez, gần đây nhất là Boa Salosa và bây giờ là Beto. Văn Toàn. Tiến Dũng. Văn Toàn. Quang Hải. Dù đã chơi rất hay trong hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là trước đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhưng trong buổi họp báo trước trận đấu này thì Văn Toàn vẫn rất khiêm tốn, cho rằng mình vẫn chơi chưa tốt và sẽ nỗ lực hơn trong trận đấu ngày hôm nay gặp đội tuyển Indonesia, và cũng rất quyết tâm sẽ lập công ở trận đấu này. Chính Hồ Park sau trận đấu gặp đội tuyển Malaysia, khi được các phóng viên hỏi điều gì đáng tiếc nhất trong trận đấu ngày hôm nay, thì ông cũng đã trả lời đó là việc Văn Toàn không có được bàn thắng. Thì tất nhiên đó chỉ là một câu trả lời vui của ông Park. Tiến Linh. Tiến Linh sau khi thi đấu xong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan đã lập tức sang Trung Quốc để hội quân và thi đấu trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc. Và chính anh là người hùng của U22 Việt Nam khi lập một group giúp chúng ta giành chiến thắng 2-0. Chắc chắn Tiến Linh vẫn sẽ là một trong những trụ cột quan trọng của đội tuyển U22+2 Việt Nam tại SEA Games sắp tới trên hàng tấn công. Đây là Otavio. Vẫn không thể có những pha triển khai bóng mạch lạc từ phía đội tuyển Indonesia. Một cách tiếp cận trận đấu và một lối chơi cho thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo rất hiểu đội tuyển Indonesia. Trong thời điểm mà đội tuyển U22 Việt Nam có mặt tại Vũ Hán để thi đấu giao hữu với đội tuyển U22 Trung Quốc, thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã sang Jakarta để theo dõi trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan. Lesda Luhu. Dimas. Rico. Rất nhiều những tình huống tranh chấp giữa Rico, một cầu thủ nhỏ con, và Văn Hậu, một cầu thủ có chiều cao lý tưởng. Và bây giờ thì bóng cũng đã đi hết đường biên ngang. Xoay sở của Rico. Nhìn cái cách ông Mark Meremi ngồi ở trên băng ghế chỉ đạo
có cảm giác như mọi thứ đang chống lại ông Mark Menemy, và có vẻ như huấn luyện viên người Scotland đã buông xuôi. Thêm một thất bại nữa thì sẽ không còn, gần như có thể khẳng định sẽ không còn cơ hội cho đội tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup. Và mục tiêu của đội bóng này hướng đến có lẽ là tiếp tục được dự vòng loại Asian Cup 2023. Thêm một pha bóng cố định nữa của đội tuyển Indonesia, và vừa rồi thì rất khó khăn cho Đặng Văn Lâm. Có lẽ là Indonesia cũng có thể chỉ có thể trông chờ những tình huống như vậy. Đường chuyền rất chính xác bên phía cánh phải dành cho Beto. Dứt điểm. Một pha phối hợp ngẫu hứng, và cầu thủ có cú đá cuối cùng là Lili Pali. Chúng ta có thể nhận ra một gương mặt quen thuộc, Ivan Bajdin, đồng đội của Lili Pali tại câu lạc bộ Bali United, đang có mặt ở trên băng ghế dự bị của đội tuyển Indonesia. Bajdin được các cổ động viên bóng đá Indonesia coi là David Beckham của bóng đá Indonesia vì gương mặt điển trai và có khả năng sút phạt tương tốt. Ở trận đấu trước thì Ivan cũng đã chính. Evan Dimas. Lutra. Và cắt bóng rất hay của Phạm Đức Huy. Ông Dũng. Không phải, đó là pha lùi về của Tiến Linh. Tiến Linh đã bị phạm lỗi từ phía sau. Lập tức trọng tài người Ả Rập Xê Út đã rút thẻ vàng dành cho cầu thủ của Indonesia. Một pha triển khai bóng nhanh ở trung dọc, và Rico là người vừa phạm lỗi với Tiến Linh. Rico đạp thẳng gầm giày vào phía sau gót chân của Tiến Linh. Một quả đá phạt với điểm đặt bóng ở cách khá xa so với khung thành của Muhammad Ritho. Nhưng khi mà chúng ta đã có bàn thắng dẫn trước và thi đấu với một tâm lý thoải mái, thì tất cả chúng ta đều có thể chờ đợi ở quả đá phạt này. Đứng trước bóng là Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu. Cú đá thẳng bằng chân trái của Văn Hậu. Đó đã là cú đá thứ hai mà Văn Hậu thực hiện từ xa về phía khung thành của Mohamed Ritho ở trong hiệp một trận đấu. Quý vị có thể theo dõi lại bàn thắng mà Duy Mạnh đã có được sau đường chuyền bằng đầu của Văn Hậu ở trên ứng dụng xem thể thao miễn phí VTV Sport của Đài Truyền hình Việt Nam hoặc website thetthao.vtv.vn. Phút thứ 40 rồi và đội bóng của chúng ta vẫn đang dẫn trước một bàn. Cánh của đội tuyển Việt Nam đang chơi rất tốt, và những cầu thủ lợi hại khi tấn công biên của đội tuyển Indonesia hầu như chưa phát huy được nhiều hiệu quả. Rico bây giờ chơi hơi lệch sang bên phía cánh trái. Quý Ngọc Hải đã can thiệp rất kịp thời tình huống cầu bóng của Lili Pali.
những cầu thủ không lạ gì nhau ở trong những cuộc so tài giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Evan Dimas là một tài năng hiếm có của bóng đá Indonesia những năm qua, nhưng có vẻ như dưới chiều đài của Mark Meremi, cầu thủ này không còn phát huy được những điểm mạnh của mình nữa. Không có gì nguy hiểm cho khung thành của Đặng Văn Lâm. Một tình huống lên tham gia tấn công của trung vệ đội trưởng Basna, người cũng đã mắc lỗi có phần dẫn tới bàn thua của Indonesia. Duy Mạnh. Thống kê cho thấy là đội tuyển Việt Nam đang có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn so với đội chủ nhà. Cùng vào thời điểm này thì trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã trôi qua được hơn 10 phút và tỷ số đang là không đều. Trọng Hoàng rất bình tĩnh. Quang Hải. Một pha bóng hợp với lối chơi của Trọng Hoàng. Anh trai của huấn luyện viên Park Hang-seo làm việc tại Jakarta, và vị huấn luyện viên của chúng ta cũng đã có rất nhiều lần sang Indonesia. Ramdhani, cầu thủ đang chơi bóng ở Malaysia. Lili Pali và Ramdhani pha không chế hụt. Bùi Tiến Dũng. Gắn kết trong lối chơi của đội tuyển Indonesia là rất yếu. Văn Hậu. Quang Hải đường truyền cho Tiến Linh. Tiến Linh có thể dứt điểm bằng chân trái. Một sút không chính xác của tiền đạo mang áo số 18 bên phía đội tuyển Việt Nam. Nhưng đó là một pha phối hợp phải nói là rất gắn kết bài bản của đội tuyển Việt Nam. Không hề có lỗi việt vị của Tiến Linh. Một pha phối hợp thực sự là ăn ý của cao thủ áo trắng. Rico. Sau khoảng 15 phút đầu tiên chơi bên phía cánh phải, Rico lúc này đã chuyển sang bên phía cánh trái. Và xử lý kỹ thuật của Quang Hải khiến Huy Cô phải phạm lỗi. Cầu thủ số 8 bên phía Indonesia là một trong những người chơi bóng rất kỹ thuật và khéo léo, nhưng cũng chính anh là người đang có số lần phạm lỗi nhiều nhất trên sân cho tới lúc này. Chính Huy Cô cách đấy ít phút cũng đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với Tiến Linh. Huy Cô đã hoàn toàn bị Văn Hậu bắt bài, và bây giờ thì một việc điều chỉnh cầu thủ này từ phía ban huấn luyện với mong muốn là Rico sẽ phát huy được tốt hơn khả năng của mình. Otavio Dutra thì một đã bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng, và việc đội tuyển chúng ta đang dẫn trước là hoàn toàn xứng đáng với những gì đã diễn ra từ đầu trận. Không thể vượt qua được Văn Hậu, đó là tình huống xử lý của Stefano Lillipali. Nguy hiểm của Lili Pali và lúc này cũng không còn được như vài năm trước. Khi mà các cầu thủ Indonesia có bóng ở biên thì các cầu thủ như Quế Ngọc Hải hay Duy Mạnh cũng có sự hỗ trợ rất kịp thời dành cho Trọng Hoàng hay là Văn Hậu ở hai biên. Additional time 1 minute. Một phút là thời gian bù giờ cho hiệp đấu thứ nhất. Cú đá khá nguy hiểm, khá nguy hiểm và bất ngờ. Cú vuốt bóng của cầu thủ số 2 Antara gây bất ngờ cho Đặng Văn Lâm, nhưng đó là một cú dứt điểm không chính xác.
Văn Lâm chưa chạm tay bóng ở tình huống này. Tiến Linh, Văn Toàn, Quang Hải, Đức Huy, rất hợp lý. Quả ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài Tuki Mohammed đã vang lên. Hiệp 1 của cuộc so tài giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đã khép lại. Chúng ta có lợi thế với pha lập công của trung vệ Duy Mạnh ở phút thứ 26 của trận đấu, trong một thế trận mà đội tuyển Việt Nam là những người nắm quyền chủ động ở trên sân. Indonesia và hiệp 2 của trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam đã được bắt đầu. Hiệp 1 kết thúc và đội bóng của chúng ta đang có được tỷ số dẫn trước 1-0 với pha lập công của Duy Mạnh. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì thế trận mà chúng ta có được cũng là một thế trận chủ động. Và mọi thứ dường như hoàn toàn nằm trong tính toán của ban huấn luyện ở trận đấu ngày hôm nay. Thực tế, việc đội tuyển Việt Nam dẫn trước đội chủ nhà Indonesia sau 45 phút đầu tiên là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta chơi hoàn toàn trên chân đội tuyển Indonesia. Và thậm chí nếu như tận dụng những cơ hội tốt hơn, đội tuyển Việt Nam còn có thể dẫn với tỷ số đậm hơn. Trong đó có những cơ hội bị bỏ lỡ khá đáng tiếc của Tiến Linh, và đặc biệt là cú đặt lòng không chính xác của Quang Hải, còn bởi mặt sân không thực sự lý tưởng cho một pha dứt điểm như vậy. Rico không vượt qua được Trọng Hoàng. Rico đã tránh được Văn Hậu nhưng bây giờ anh cũng sẽ phải đối mặt với Trọng Hoàng. Trong số những cầu thủ thi đấu trên sân của đội tuyển Việt Nam thì Trọng Hoàng là một trong những người có kinh nghiệm đối đầu với Indonesia nhất. Anh ấy từng gặp đội tuyển Indonesia từ những năm 2010. Trọng tài Tuki Mohammed đã rút ra một thẻ vàng ở trong hiệp đấu đầu tiên để phạt số 8 Rico của đội tuyển Indonesia. Một quả đá phạt dành cho đội chủ nhà. Trọng tài đã thổi phạt tác giả của bàn thắng duy nhất trong hiệp 1, Đỗ Duy Mạnh. Cho tới lúc này của trận đấu thì các cầu thủ chúng ta đã phần nào hạn chế được sự nguy hiểm của những mũi nhọn trên hàng tấn công của Indonesia như Beto hay Lili Pali. Một tình huống mà Indonesia hy vọng rất nhiều vào chiều cao 1m90 của Dutra. Khá nguy hiểm. Bóng có vẻ như đã tìm đến đúng vị trí của Otavio Dutra. Đây là một tình huống mà Dutra đã việt vị. Đúng là Indonesia chỉ có thể trông chờ ở những tình huống bóng chết mà thôi. Trọng Hoàng. Đường chuyền của Đức Huy. Văn Hậu. Khả năng thoát pressing. Và giải vây từ phía cao thủ chúng ta vẫn đang được thể hiện. Văn Toàn. Văn Toàn vừa đưa tốc độ và anh khiến cho trung vệ Basna của Indonesia gặp phải sự lúng túng. Không còn lựa chọn nào khác cho Basna ở tình huống vừa rồi. Chậm một nhịp thôi là Văn Toàn có thể cướp được bóng. Văn Toàn phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Từ một tình huống phạt góc như thế này, chúng ta đã có được bàn mở tỷ số.
là Quang Hải. Và huấn luyện viên Park Hang-seo đang chỉ đạo các học trò của mình trong tình huống phối hợp đá phạt góc này. Trong bàn mở tỷ số thì Quang Hải đã chủ động treo bóng về cột 2 cho đồng đội Lam Tường. Và cầu thủ ở phía sau băng lên dứt điểm. Quang Hải đá phạt góc dành cho đội tuyển Việt Nam. Dứt điểm. Những quả đá phạt góc của Quang Hải thực sự lợi hại và đúng là khiến cho các cầu thủ Indonesia bị bối rối. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Một kịch bản tương tự như trong pha bóng ở hiệp 1. Bùi Dũng đánh đầu. Đánh đầu của Bùi Tiến Dũng. Đội tuyển Việt Nam đã thực hiện rất tốt những pha phối hợp từ phạt góc. Và chúng ta cũng thấy được là khả năng tổ chức của các cầu thủ Indonesia trong việc chống những quả bóng như vậy là không tốt, khi họ rất lung túng trong việc xác định đối tượng để theo kèm. Pha cản phá kịp thời của Bùi Tiến Dũng. Beto vẫn đang tương đối cô đơn ở trên hàng công của đội tuyển Indonesia. Pha phối hợp khá hay giữa Rico và Lestaluhu nhưng vẫn không thể vượt qua được phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Cơ hội phản công. Phải thổi phạt Đỗ Hùng Dũng. Đây cũng là một tình huống mà trung vệ Basna lại có một pha bóng không dứt khoát. Ở hàng tiền vệ chúng ta có Đức Huy và điều đó đảm bảo một sự an toàn nhất định, sự thận trọng nhất định. Văn Hậu. Pha phạm lỗi của Ramdani. Văn Hậu đang chơi xuất sắc ở trong vai trò của mình. Và từ Rico cho đến Ramdani đều vẫn chưa thể vượt qua được cầu thủ mang áo số 5 bên phía đội tuyển Việt Nam. Kể từ giữa hiệp 2 trở đi, huấn luyện viên Mark Medumi đã hoán đổi vị trí giữa Rico và Ramdani. Chuyền của Lestaluhu trong hoang. Hùng Dũng. Hùng Dũng. Tuyệt vời, penalty. Quả đá penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Và Hùng Dũng đã nhảy múa với trái bóng trong vòng vây của các cầu thủ Indonesia và mang về một cơ hội để giúp chúng ta có được bàn thắng thứ hai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Quyết định đã được trọng tài Mohamed Tuki đưa ra. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa pha đột phá dũng mãnh và cực kỳ kỹ thuật của Đỗ Hùng Dũng. Quả penalty là khá rõ, đó là pha phạm lỗi của cầu thủ đội trưởng Basna. Basna tranh chấp rất quyết liệt nhưng không đúng thời điểm và vị trí một chút nào cả. Còn đây là tình huống mà chúng ta thấy được khả năng lấp léo và sự uyển chuyển của Đỗ Hùng Dũng. Pha đi bóng kết hợp rất nhiều yếu tố của cầu thủ tiền vệ Con Thoi, một trong tiền vệ Con Thoi hay nhất cùng đá Việt Nam hiện nay. Một trận đấu thất vọng của trung vệ Basna. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0 và người sẽ đứng trước cơ hội này là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải, tỷ số dễ dàng được nâng lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trên sân Captain Vita.
giống hệt như cú đá penalty vào lưới Yemen tại Asian Cup. Và thêm một lần nữa thì một cầu thủ đá phòng ngự khác của đội tuyển Việt Nam đã lên tiếng ở trận đấu ngày hôm nay. Goal for Vietnam by player number 2. Với đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện Park Hang-seo thì bàn thắng có thể đến từ bất kỳ vị trí nào, có thể được ghi bởi bất cứ cầu thủ nào. Tiền đạo có thể không ghi bàn nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là chúng ta có được bàn thắng, và như huấn luyện viên Park Hang-seo nói, quan trọng nhất là quy trình dẫn tới bàn thắng với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chứ không phải là ai ghi bàn. Một màn trình diễn hoàn toàn trái ngược của các cầu thủ phòng ngự hai bên. Basna lắc đầu, còn Quế Ngọc Hải thì rạng rỡ hết mức cùng với các đồng đội của mình. Thêm một trận đấu nữa mà Quế Ngọc Hải tỏa sáng sau khi anh đã có đường kiến tạo ngoạn mục để cho Quang Hải lập công ở trận đấu gặp Malaysia. Đường chuyền dài của Otavio Dutra. Sắp sửa có sự điều chỉnh của huấn luyện viên Mark Menemy. Dutra. Basna. Evan Dimas. Dilipali được chuyển cho Beto, nhưng Trọng Hoàng đã bó vào phía trong và có một tình huống bọc lót rất chính xác. Đức Huy. Văn Hậu. Đức Huy. Các vị trí trên sân của đội tuyển Việt Nam đang chơi rất mềm mại. Ngày hôm nay thì khi có cơ hội, Đỗ Hùng Dũng lại là một tác nhân gây đột biến bằng những quả đột phá. Trọng Hoàng. Trọng Khê. Vân Toàn. Một pha bóng sở trường của Văn Toàn. Và đó là lý do mà chúng ta thấy anh hối tiếc khi cơ hội đã được mở ra đối với tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ số 7, Wawan Pembrianto sẽ là người vào sân để thay Ramdhani. Pergantian pemain untuk Indonesia, keluar nomor punggung 18 Sadil Ramdhani, masuk nomor punggung 7 Wawan Pembrianto. Tiếp tục là một tình huống đá phạt góc. Hai bàn dẫn trước đội tuyển Indonesia là một cách biệt tương đối an toàn. Và chúng ta thấy sự bình thản của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mọi thứ đã nằm trong kế hoạch. Và phát bóng không tốt của thủ thành bên phía Indonesia. Indonesia chỉ đá tốt khi họ chưa để lọt lưới. Nhưng khi đã để cho đối thủ ghi bàn thì rất nhiều những tình huống như vậy có thể xảy ra khi tinh thần của đội này xuống khá nhanh. Ngoài sức mạnh về thể lực và tốc độ thì các cầu thủ Indonesia còn thi đấu dựa rất nhiều vào cảm hứng. Và pha bóng dứt khoát của Antara. Đỗ Hùng Dũng. Quý Ngọc Hải. Rất hay. Không được, vẫn là Văn Toàn. Rất nhanh. Văn Toàn, Đức Huy có thể dứt điểm. Dứt điểm. Không vào. Đội bóng của chúng ta đang có được những giây phút ngẫu hứng. Những quả phối hợp thật sự là ấn tượng. Trọng Hoàng đã có lỗi từ phía Evan Dimas.
các cổ động viên của chúng ta dù số lượng ít hơn nhưng đang cổ vũ rất cuồng nhiệt cho các cầu thủ. Cũng đang có một tỷ số dẫn trước ở trên khán đài. Nghiêng về phía đội cổ động viên Việt Nam. Và thực ra trước khi trận đấu phải diễn ra thì chúng ta cũng đã đi trước đội chủ nhà một bước với việc có mặt ở Bali sớm hơn đội tuyển Indonesia chủ nhà một ngày. Basna. Đức Huy. Rất quyết liệt và trọng hoàng cùng với đồng đội của mình là người chiến thắng. Cơ hội dành cho Tiến Linh. Tỷ số là 3-0. Rất dễ dàng dành cho Tiến Linh với pha đối mặt vừa rồi. Nhưng công đầu tiên phải kể đến trọng hoàng với một pha xử lý đầy nỗ lực và kiến tạo cực kỳ thông minh. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc đếm mà thôi. 1-2 và bây giờ đã là 3 rồi. Tôi nghĩ rằng sau bàn thua này rất có thể đội tuyển Indonesia sẽ sụp đổ. Mới có phút thứ 61 thôi. Một mặt thất thần, tỏ rõ sự thất vọng, chán trường của các cầu thủ Indonesia sau bàn thua thứ 3 vừa rồi. Trọng Hoàng ít phút trước đó đã thực hiện một cú chọc khe cho Văn Toàn và bây giờ anh tiếp tục thực hiện một đường chuyền như vậy dành cho Tiến Linh. Tiến Linh cũng đã có một pha chạy chỗ, pha với đường vị rất hay. Một lần nữa chúng ta lại khai thác vào điểm yếu, đó là sự chậm chạp của bộ đôi trung vệ Basna và Otavio Dutra bên phía đội tuyển Indonesia. Tiến Linh đã đáp lại sự tin tưởng của thầy Park với một suất đá chính ở trận đấu ngày hôm nay. Indonesia luôn là một đối thủ khó chơi đối với đội tuyển Việt Nam nhưng ngày hôm nay lại trở thành một đội bóng dễ chơi hơn tất cả những đối thủ mà đội tuyển của chúng ta đã gặp tại vòng loại World Cup 2022. Và rất nhiều người đang tự hỏi sức mạnh mà Indonesia đã từng tạo được mỗi khi đối mặt với đội tuyển Việt Nam, một trong những kình địch ở khu vực Đông Nam Á của họ bây giờ đâu rồi. Rất khó khăn cho Rico, hết Văn Hậu rồi lại đến Trọng Hoàng. Văn Toàn. Basna. Rất tốt. Thực sự thì Indonesia cho tới lúc này chưa có một pha bóng đáng kể nào về khung thành của Đặng Văn Lâm, người đang chơi nhàn nhất ở trận đấu cho tới lúc này. Tỷ số mà đội tuyển Việt Nam dẫn trước Indonesia lúc này đã bằng với tỷ số mà đội tuyển Thái Lan đã thắng đội tuyển Indonesia. Trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có mặt để theo dõi. Bùi Tiến Dũng. Duy Mạnh. Lúc này thì tại Bangkok, đội tuyển Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Đó có thể coi là một tỷ số có lợi cho đội tuyển Việt Nam khi mà hai đối thủ chính của chúng ta đang níu chân nhau. Lester Luhu. Với những gì đang diễn ra, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể thắng đậm hơn. Thank you.
Evan Dimas. Lối chơi của Indonesia không có sự kết dính và mất tính liên lạc giữa các vị trí ở trên sân. Huấn luyện viên Mark Merimi khó có thể giữ được chiếc ghế của mình nếu như hôm nay đội tuyển Indonesia tiếp tục trắng tay trên sân nhà. Đây đã là trận sân nhà thứ 3 của họ ở vòng loại World Cup rồi, tức là đội tuyển Indonesia chỉ còn một trận duy nhất trên sân nhà nữa. Trọng Hoàng luôn chiếm ưu thế ở trong những tình huống tranh chấp tay đôi với cầu thủ của đối phương. Đoàn Văn Hậu, Văn Toàn, có thể trong ít phút tới huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những sự thay đổi cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam lúc này đang dẫn với cách biệt khá an toàn. Số cầu thủ cần được giữ chân. Trong tháng 11 chúng ta sẽ có hai trận sân nhà liên tiếp trước hai đối thủ chính. Đầu tiên sẽ là trận tiếp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 14 tháng 11 và sau đó 5 ngày là trận tiếp đội tuyển Thái Lan. Evan Dimas. Những pha phối hợp tương đối luẩn quẩn của các cầu thủ Indonesia. Điều khả dĩ nhất mà đội chủ nhà có thể làm được là những cú phất bóng bổng lên phía trên. Nhưng tất cả đều không thể vượt qua được hàng thủ vững chãi của đội tuyển Việt Nam. Văn Toàn rời sân. Những chỗ cho số 6 của chúng ta đó là Nguyễn Việt Phong đã vào sân trong hiệp 2 ở trận tiếp đội tuyển Malaysia năm ngày trước. Đây là sự mới mẻ mà huấn luyện viên Park Hang-seo mang đến đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 ở những trận gặp Malaysia và Indonesia. Basna chỉ có thể luôn phân trần. Và đây là hình ảnh rõ nhất của anh ở trong trận đấu ngày hôm nay. Duy Mạnh, Trọng Hoàng, và xử lý khá mạo hiểm của Đặng Văn Lâm. Chạm bóng của Việt Phong, Đoàn Văn Hậu, Đức Huy. Các cầu thủ Indonesia đã có 3 lần rơi vào bẫy việt vị của đội tuyển Việt Nam, chúng ta thì chưa lần nào. Duy Mạnh, trong một thế trận cần pressing thì dường như là Indonesia cũng không có sức để thể hiện một lối chơi như vậy. Basna, một đường truyền thậm chí còn làm khó cả Evan Dimas. Những năm trước mỗi khi các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam đối đầu với Indonesia thì Evan Dimas là một trong những cầu thủ luôn được chú ý nhiều nhất. Thực tế thì cầu thủ này cũng luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng hôm nay thì khác. Indonesia chưa thể tìm thấy lối ra ở trong những tình huống triển khai tấn công của mình.
Vừa rồi thì Đặng Văn Lâm đã có pha cản phá tốt. Lucera. Basna. Không có cơ hội cho Lily Paris. Đức Huy. Đỗ Hồng Dũng. Hồng Dũng bây giờ là một cầu thủ rất khó thay thế ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Đỗ Duy Mạnh. Đức Huy. Đức Huy đang thi đấu rất năng nổ. Bucra. Indonesia vẫn đang vô cùng chật vật để tìm một hướng đi khác trong những pha triển khai tấn công của mình. Evan Dimas. Trận đến giờ được dành cho Beto. Một tình huống phá bẫy việt vị tốt của tiền đạo số 9 bên phía Indonesia. Nhưng đây đúng là một cầu thủ đã nhiều tuổi, kém ông Mark Menemi trên màn hình có 4 tuổi mà thôi. Và anh đã không còn đủ sức để có thể có được một cú dứt điểm chính xác. Hùng Dũng. Hùng Dũng ngày hôm nay rất tự tin ở trong những pha xử lý cá nhân. Việt Phong. Trên sân Thammasat, trận đấu giữa Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất kết thúc hiệp 1 tỷ số là 1-1. Đội chủ nhà Thái Lan là những người có bàn mở tỷ số với pha lập công của tiền đạo Teresin Danda. Phút bù giờ thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã có bàn gỡ hòa với pha lập công của Ahmed Mahmoud. Đó đều là những chân sút đáng chú ý nhất trong đội hình của hai đội. Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng chính là những đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại bảng đấu này. Tỷ số vẫn đang là 3-0, nhưng về phía đội bóng của chúng ta và quý vị có thể theo dõi lại những tình huống ghi bàn của đội tuyển Việt Nam trên ứng dụng VTV Sport hoặc website thể thao.vtv.vn. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục hình ảnh về những pha bóng đáng chú ý nhất trong trận đấu ngày hôm nay để quý vị có thể theo dõi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của đội tuyển Việt Nam. Lối cao chân của cầu thủ số 2 Antara. Bây giờ thì đội bóng của chúng ta chẳng việc gì phải vội vàng cả. Và điều quan trọng nhất là tránh những chấn thương có thể gặp phải. Sự thay đổi cầu thủ tiếp theo bên phía đội tuyển của chúng ta. Vũ Văn Thanh sẽ có mặt ở trên sân ở trong những phút sắp tới của trận đấu. Substitution for Vietnam. Anh sẽ thay thế cho Tiến Linh. Yen Chilin replaced by player number 17, Phu Phan Thảo.
Phút thứ 75 rồi. Văn Thanh vẫn đang là Văn Thanh. Tưởng như sẽ có một tình huống đột biến. Văn Thanh vào sân còn rất khỏe, đối mặt với những cầu thủ đã xuống sức bên phía đội tuyển Indonesia. Vũ Văn Thanh vào sân và ông Park sẽ chuyển sang sơ đồ 3-5-2. Văn Thanh. Văn Thanh không đá cánh và đang chơi bó vào trung lộ. Trọng Hoàng. Việt Phong đá việt vị. Hàng loạt những pha phối hợp nhiều chạm mà các cầu thủ chúng ta đang thực hiện. Không còn có một Indonesia dũng mãnh như trong những trận đấu với đội bóng của chúng ta trước đây. Rico. The official attendance for tonight's match at Kapten Iwayan Dipta Stadium pha dành cho Indonesia. Pha ngăn cản là cần thiết của Phạm Đức Huy. Jumlah penonton yang hadir pada pertandingan malam ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta ialah 8.237 penonton. Thank you for phải đối mặt với những cầu thủ đầy sức mạnh bên phía đội tuyển Việt Nam. Thì Rico luôn gặp bất lợi và anh liên tục bị tung cả người lên trong những tình huống như vậy. Một pha chạy bóng điểm rơi của Evan Dimas nhưng không có gì nguy hiểm cho thành của đội tuyển Việt Nam. Cơ hội để phản công. Quang Hải chuyển lên cho Vũ Văn Thanh. Phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Khi mà các cầu thủ Indonesia đã xuống sức thì những sự thay đổi người của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn sẽ mang đến những cơ hội có thêm bàn thắng dành cho đội bóng của chúng ta. Phương án sử dụng Văn Thanh trong những phút vừa qua của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi tung cầu thủ này vào sân là khá bất ngờ, nhưng thực sự không quá mới. Ở trong áo câu lạc bộ, Văn Thanh cũng đã từng chơi chính như vậy. Chỉ là Văn Thanh còn đang nhô cao chơi chẳng khác gì một tiền đạo. Hùng Dũng. Quang Hoan. Rất luống cuống. Dimas. Dilipali. Rico. Cầu thủ của chúng ta bị vượt qua và ngay lập tức đã có đồng đội bỏng lót. Tuyến dưới của đội tuyển Việt Nam vẫn đang chơi an toàn. Phải chăng đây đang là những phút cuối cùng của huấn luyện viên Menemi trên cương vị là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indonesia? Sẽ là trận thua thứ tư liên tiếp của đội tuyển Indonesia với tổng số bàn thua là 14. Evan Dimas. Đây là một pha chạy bóng hướng đến vị trí của Dutra. Otavio Dutra. Rico. Evan Dimas. Còn Đỗ Duy Mạnh đã can thiệp rất kịp thời. Số 6 bên phía Indonesia đã thực hiện cửa lòng để đưa bóng có lẽ là hướng đến góc cao khung thành của Đặng Văn Lâm. Nhưng Duy Mạnh quả thật là đã có một pha can thiệp rất đúng lúc. Dilipali sút xa. Quá mệt đối với Dilipali.
Đây là điều tốt nhất mà số 10 của đội tuyển Indonesia có thể thực hiện. Đội tuyển Indonesia quả thực đang mất phương hướng dưới chiều đại của ông Mark Merebi. Pasna. Đá như thế này Indonesia gần như là không thể có một cơ hội nào trước một hàng phòng ngự vững chãi của đội tuyển Việt Nam. Một hàng phòng ngự khiến cho những chân sút đã từng ghi tới 3 bàn vào lưới của Indonesia cũng không thể làm gì nổi. Như vậy là cho tới lúc này thì đội tuyển Indonesia... Văn Thanh tăng tốc! Văn Thanh! Indonesia đang là đội bóng duy nhất ở bảng G đã gặp tất cả những đối thủ cùng bảng đấu. Và ít nhất trận đấu nào họ cũng nhận không dưới 3 bàn thua. Có lẽ là Lili Pali đã bị đau. Substitution for Indonesia. Pergantian pemain untuk Indonesia. Và không chỉ Lili Pali mà nhiều cầu thủ khác của Indonesia rất dễ bị chấn thương khi mà tình trạng thể lực của họ bị lao dốc. Ivan Bachdim vào thay thế cho Stefano Lili Pali. Cơ hội để đội tuyển Indonesia lật ngược thế cờ gần như không còn. Và lúc này mục tiêu khả dĩ nhất của đội chủ nhà là tìm kiếm bàn thắng danh dự vào lưới đội tuyển Việt Nam. Điều đó cũng không dễ dàng chút nào. Những gì mà hai đội đang thể hiện, chúng ta vẫn đang chơi cực kỳ chắc chắn ở phía dưới và rất sắc sảo trong những tình huống phản công. Đỗ Hồng Dũng. Những tình huống phối hợp như đá tập của cao thủ Việt Nam. Những pha phối hợp nhóm thành công và càng lúc càng làm bào mòn thể lực của Indonesia và đồng thời duy trì được thể lực cho các cầu thủ chúng ta. Đường truyền của Evan Dimas nhưng không cho ai cả. Trọng Hoang vẫn còn rất dũng mãnh để băng lên. Vũ Văn Thanh. Quang Hải. Không có gì phải vội vàng. Ghi thêm bàn thắng cũng là điều không quá cần thiết với đội tuyển Việt Nam nữa. Rico, cơ hội cho các thủ Indonesia. Vẫn là số 8, dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho các thủ Indonesia. Và lập công của cầu thủ mới vào sân Ivan. Sự nhanh nhẹn, lắc léo của Rico mang lại hiệu quả trong pha bóng này. Indonesia by player number 17, Irfan Bahdim. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên bị khoan thủng ở vòng loại World Cup 2022. Một pha bóng ghi đậm dấu ấn cá nhân của Rico. Masuk nomor punggung 12 Larpi Elian Ribakun. Và cuối cùng thì sự xuất động từ phía các cầu thủ viên của Indonesia mới có cơ hội được thể hiện. Mạnh.
Hasna. Số 9 Beto Goncalves cũng đã rời sân và thay cho anh là cầu thủ mang áo số 12 Eliandri của đội tuyển Indonesia. Evan Dimas. Rico đang là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Indonesia. Đây là tình huống mà Rico đã tự vấp bóng. Trọng tài lại thủ phạt Vũ Văn Thanh. Chính xác là Rico đã trượt chân và tự ngã. Và đá phạt của Evan Dimas. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn với cách biệt 2 bàn nhưng chúng ta không được phép chủ quan. Thời gian vẫn còn. Có thể là một khoảnh khắc lơ là và mất tập trung nào đó đã xảy ra để dẫn đến bàn thắng của Ivan Bajdim cho Indonesia. Hồng Duy sẽ vào sân ở trong những phút sắp tới. Hồng Duy vào sân thay Trọng Hoàng, sẽ có sự điều chỉnh về vị trí trên sân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Thanh sẽ chám vào cánh phải của Trọng Hoàng. Hồng Duy có thể đá ở giữa. Ông Park đã đưa hai cầu thủ rất tốc độ và lát léo vào sân. Ivan Bajdim. Rico. Một cầu thủ rất dễ nhận ra trên sân. Với một tình hình nhỏ con nhưng khéo léo. Ivan. Quả phát bóng lên dành cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống can thiệp của đội trưởng Quý Ngọc Hải. Chúng ta vẫn cần phải giữ được sự tập trung cho đến khi trọng tài thu kỳ nổi còi kết thúc trận đấu. Giám sát trọng tài ở trận đấu này là ông Malik Abdul Basri, người Singapore, cũng là vị trọng tài đã cầm còi trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, một trận đấu mà sau đó chúng ta đã giành chức vô địch. Restaluhu. Đường chuyền không cho ai cả. Evan Dimas vẫn cứu đội bóng. Indonesia đang dâng cao đội hình. Lỗi việt vị đối với Rico. Đầu tháng 6 năm 2020, đội tuyển Việt Nam mới tiếp Indonesia trong trận đấu lượt về của hai đội. Đó là lượt đấu áp chót. Rất có thể khi đó thì bảng G đã được định đoạt. Một quả đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam sau khi Việt Phong bị phạm lỗi. Những tình huống cố định
đều được các cầu thủ chúng ta dàn xếp một cách hiệu quả và gây ra nhiều những mối nguy đối với khung thành của thủ môn Mohamed Mbeto. Và đây là một diễn biến ở phút thứ 90 của trận đấu. Suýt nữa đã có bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Quả là một ngày chật vật đối với trung vệ Basna. Và dường như là mỗi lần chạm bóng của cầu thủ này lại là một lần đội bóng của chúng ta có cơ hội ghi bàn. Chút nữa có một pha đỗ lưới nhà của đội trưởng Basna sau khi thủ thành Vito bay người đỡ bóng hụt. Không thể thực hiện pha phản công nhanh. Quý Ngọc Hải, Việt Phong. Thời gian bù giờ cho hiệp 2 là 3 phút. Bóng đã trôi hết đường biên ngang. Những phút cuối cùng, những nỗ lực cuối cùng và những hy vọng cuối cùng của đội tuyển Indonesia. Không có lỗi của Văn Thành, trận đấu vẫn tiếp tục. Quang Hải, lỗi đẩy sau của Basna. Thẻ vàng dành cho trung vệ đội trưởng của đội tuyển Indonesia. Ivan Basdim. Một đội bóng không đi đâu cả. Trên sân nhà lúc này đội tuyển Thái Lan đã nâng tỷ số lên 2-1 trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đó là trận đấu mới chỉ diễn ra những phút đầu tiên của hiệp 2. Đội tuyển của chúng ta đang hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp sau những trận đấu gặp Malaysia và Indonesia trong vòng ít ngày. Hồng Duy. Đó lại là một pha xử lý lắt léo khác. Những tình huống cuối cùng ở trong trận đấu trên sân Captain Dita. Cơ hội rất đi hết. Thêm một cơ hội được dành cho Quang Hải. Và đó lại là một tình huống penalty. Tình huống penalty dành cho đội tuyển Việt Nam sau pha phạm lỗi của trung vệ Otavio Dutra. Dành cho Otavio Dutra. Trận đấu phải nói là rất đáng quên của bộ đôi trung vệ bên phía đội tuyển Indonesia. Họ đã được kỳ vọng rất nhiều. Quyết định chính xác của ông Tuki Mohamed. Một tình huống xử lý rất cầu thả của Otavio Dutra. Rõ ràng là tuổi đã cao khiến cho cầu thủ này xử lý bị chậm đi và khiến cho anh phải rơi vào một tình huống phạm lỗi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với quả đá phạt penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ không hề có một sức ép nào dành cho Đỗ Hùng Dũng khi đối mặt với thủ thành Vito trong tình huống này. Bàn thắng để ấn được tỷ số. Và Đỗ Hùng Dũng nếu ghi bàn sẽ là một điều tuyệt vời đối với anh ở trong trận đấu xuất sắc ngày hôm nay của tiền vệ mang áo số 16 đội tuyển Việt Nam. Không thể có bàn thắng dành cho Đỗ Hùng Dũng.
tỷ số cuối cùng của trận đấu là 3-1 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Tuki Mohamed đã vang lên. Một trận đấu có rất nhiều điều thú vị. Ladies and gentlemen, the final score of tonight's match. Điểm nhấn cuối cùng của cuộc so tài này chính là quả đá penalty của Đỗ Hồng Dũng và pha cản phá tốt của thủ thành Mohamed Ritho. Nhưng Hồng Dũng cũng không có gì phải tiếc nuối cả. Anh đã có một trận đấu xuất sắc.